Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chưa có luôn. Dạ là phải trên năm trên trên 4 tháng. Ở 5 tháng. 5 tháng giờ trước đó. Nghi quá, nghi quá. Dạ, bà ở tôi để hết hôn đây không mà. Nói trước ông này đi. Rồi sao? Thôi mình tiếp câu chuyện đi. Câu chuyện hãy tính sao? Xong rồi, rồi chị đó. Rồi. Bữa đó bán cực kỳ đắt luôn. Đắt luôn. Xong rồi chọn xong hết rồi. Cái bạn cũng út chín giờ mấy giờ nữa vậy á. Cái này mua gì vậy? Phải 9 giờ rưỡi đó, xong rồi cái ba đứa nắm tay nhau mua trà sữa. Đi mua trà sữa hả? Đúng rồi. Mua mấy cái chị? 4 cái cho chị luôn. Rồi sao? Cỡ câu chuyện đi, cái đấy, cái chuyện này nó vô tình không à? Mua gì em không có? Hết cơm, hết giờ mua cơm mình mua bữa sớm chứ. Ăn bánh tét, à, ăn bánh xèo. Sao? Xong rồi mua trà sữa, cái mua trà sữa thì xong đang trên đường đi, vừa đi vừa uống để về á. Gần gần đây hả? Đúng rồi, về nè, xong rồi có hai bà kia, nhưng mà chị gặp quá, nói chị cái tiệm bò tơ á. Ừ. Bò tơ Tây Ninh. Gần đây hả? À. Nhưng mà giờ nghỉ rồi, à. Trở thành cái sơn cầu lông rồi. À rồi. Xong rồi cái Xong rồi người ta mời người con với cho mình lên sân khấu hát. Có không? Có. Hai đứa luôn. Mà sao biết được con hát được mà mời? Con hát hay lắm. Ai mà chả biết, người ta uống xè tao biết không? À ý là lúc trước là con đã hát cho ông bà cô chú nghe rồi trước khi mà lên YouTube. Hát cho bà, hát cho bà quá nghe vài câu à. Bà quá hay chúng ta muốn coi biết phải hát nha, xong rồi lên sân khấu. Coi trong bà hồi hộp lắm. Không biết hát mà gì, hát được hai bài. Hai bài luôn. Hồi hộp lắm mà được hát được hai bài, ghê. Đúng vậy. Vậy là không hồi hộp là hát tất cả gọi là solo luôn. Ồ, ghê vậy, người ta bỏ hả? Người ta bỏ trong cái bông á hả? Phải không? Đúng rồi. À. Phải bỏ cái bông đâu, tặng bông đâu. Tặng thẳng luôn. Tặng tay luôn. Ừ, à. Ồ, vậy cho mấy đứa này đi hát phòng trà rồi kiếm tiền được ngon á. Hát xong về. À. Về sợ chết. Sợ gì? Tại vì mình đi mua trà sữa lâu. À. Bảo bà nội đợi nữa. Mình hát được bao bài đó. Mà bao lâu, hát được bao lâu? Không biết, hát khoảng nửa tiếng á. Nửa tiếng? Đi lâu ông bà lo chứ, đúng không? Vậy đó, ông bà lo sẽ bắt cóc mà. Ừ. Cho ra cái gặp đi học. Mới đứa nhỏ. Đó, có đặc biệt. Ê, bánh xèo. Rồi sao, cỡ tiếp câu chuyện. Cái rồi về rồi xong rồi sau đó sợ chết luôn, ghiến á. Ừ. Cơ sợ lắm. Ừ. Tại vì ông mà nội vừa lo, xong rồi cái lúc đó đang hát giữa chừng. Không phải, khúc đầu trà sữa xong đó nha. À. Xong rồi bà kêu hát, xong rồi trong con nói cho anh thôi về lẹ đi, ông bà nội lo lắm. À. Cho anh nói, có kệ quất mi. Quất luôn. Quất sơn, hai đứa lên hát. Coi vậy hát thì nhiều gương, gọi cho anh thì hát chương tư. Ừ. Chương tư thoải mái. Xong rồi bà nói hát hay quá, bà cho tiền nè. Xong rồi bà cho cái về
con vô lẹ bỏ hai đứa kia ngoài. Rồi rút cục ông bà nội xử lý nào? Ông bà nội có xử ông bà nội cũng nói là con biết ông bà nội lo lắm không? À. Chuột bà nội á. Kìa kìa kìa. À, không bao giờ thoát đâu con. Dính rồi. Nó đưa bà nội mà nói. Đó là mấy bút đi là phải nói hay chưa. Tự tiện vậy chưa. Nhưng mà đang là chuyện phát sinh chứ đâu có biết đâu. Đâu biết là trước cái vụ HK này đâu. Dạ. Hả? Nếu bà nội đó là bà muốn bà nội không cho dám đi bà nội. Đi à. Chung. Rồi xong luôn. Rồi tiếp tục coi dừng ấy. Ngày quốc tế phụ nữ luôn à? Vậy là giống như là trong phường hay là khu phố thì người ta tổ chức cho phụ nữ hát ca như là ngày lễ quốc tế phụ nữ thôi, vui chơi ca nhạc văn nghệ văn hóa bên gừng đó. Xong. Hên không? Mà có người đâu, chỉ có người thật à. Là bên này hả? Dạ, nước rồi con. Hay. Vậy là đi hát phòng trà được rồi. Mà hát bài gì? Quen của mày hát cho bài này. Nhưng mà thuộc lời luôn. Thuộc lời hả? À vừa cầm vừa hát mic hát luôn. Không mà tụi con mà lên sân khấu mà lấy mic hát là tự tin đó. Mày không biết chung nghiệp mới nói 30 ngàn nữa. Chưa có quen nha bạn. Hay còn chuyện gì hay không? Cỡ nghe chơi. Đi gọi là đi thay á. Thay bán. Đi sinh nhật có cái mua quà không? Dạ. Đi sinh nhật cái mua quà không? Hay là đem thêm bánh xèo? Không có đem quà gì đâu. À. Yeah. Người ta nhận người ta đâu, ta đâu nghĩ là con nhà bình thường đâu. Ừ. Còn con đại gia hả? Ồ, rồi có tiêu đề nha. Ta người ta nói là nhìn mặt sáng sủa vậy thì đâu có ai nói là con nhà bình thường đâu. Ủa như con nhà bình thường cũng sáng sủa được vậy? Đúng không? À. Nó đâu có dính líu đâu, nó không có liên quan gì luôn á. À mà mặt mày sáng sủa là cái điều nó tự nhiên rồi. Dù nhà nghèo cũng sáng sủa mặt bình thường à. Chỉ có điều là nhà nghèo thì mặc đồ nó không sang hơn người ta thôi. Không nhà sang thì không mặc đồ hiểu đồ thôi người ta thôi. Chứ còn cái mặt đó. Ghê ta. Trời ơi. Trời ơi, hay vậy ta.
Khi là con đem tiền cashier về quá cao vậy, bà nội có nói vậy không? Giờ đây tôi cho đi học luôn, cho đi học hát luôn. Ghê ta. Hát năm. À, đúng rồi, ăn vui. Tiền ăn vui đó. Nó giải quyết được nhiều vấn đề lắm. tiền nhà nè. Tiền ăn nè, nhiều vấn đề lắm à. Mà giai đoạn dịch hả? Thời điểm nào? Mà con đi hồi lúc 8 giờ. À. Rồi nãy 9 giờ con mới về nữa. À. Sinh nhật mà. Thì 1 tiếng rưỡi hồi đi sinh nhật là đúng rồi. Dạ. Mà con hát đến 5 bài. Cho đi vậy mà nội cho. Cho. Sao biết ai thế nào? Biết vậy luôn. Ta đang cỡ chuyện thứ ba cứ xỉa vô. Lâu xỉa vô là cho xỉa vô. Giữ nha. Hát cách xưa mà hát 5 bài mà được 2 triệu rưỡi là bằng như mấy ca sĩ hát phòng trà rồi. Mấy phòng trà nhỏ là à. À. Nhưng mà lúc đó là hát xong ca hay sao? Hay là hát hai đứa hát luôn? À, lời nam với lời nam, lời nữ vậy đó. Oh. Hay ta. Không ngờ luôn á. Ủa bà nội giờ đâu? Dạ, chào bà nội. Thấy cho bà nội vui lắm. Xong rồi đi ăn xong rồi ông bà nội dẫn hết cái này cho con luôn. Ừ. Ba đứa con cùng đi luôn mà. Kiệt có đi không? Có, mà không hết đâu. Dạ là nên ngẫu hứng lý mà cầu hát luôn hả? Cầu hát người ta hát đó là có vàng loa nhau kia. Dễ hát không? Nó có lấy cái điện thoại ra có lời nó chạy mình hát dễ. Hồi nãy mình quay bằng cái điện thoại cái máy nha các bạn, vừa chuyển qua cái điện thoại cái màu nó kỳ đó. Hôm nay cái câu chuyện này con cởi với chú nào chưa? Có cởi với chú nào chưa? Chưa hả? À có cởi hả? Ừ, lâu lâu quên, sao nhớ được. Ừ, người là... Ôi rồi. Mình nhớ hồi dài có chuyện kể cho bà chú nghe. Ừ, cảm xúc mà khi nó lên là kể chuyện hồi nhỏ. Kỷ niệm quá chứ bộ. Nên mời cô giáo nói em hãy kể một câu chuyện mà em cảm thấy rất ý nghĩa, đã làm được với ông bà hay là cha mẹ mình. Búp, có câu chuyện đó liền. Một câu chuyện là đi hát có được cách xưa liền. Đó. Thấy chưa? À, bàn ghế, mướn bàn ghế. Để
đúng xô luôn. Mình ở không có chịu. Sao chịu được? Đi đi người ta dẫn lên tùm lum rồi sao biết được. Mình ở vậy thôi chứ mình ở khó lắm á. Ừ. Nhìn bà nội dễ dễ mà khó lắm á nha. Bà Phát, nhưng mà hồi giờ bà nội quýnh quýnh nhiều không? Dạ không, bà nội chửi mà. Chửi không hả? À. Mà lâu lâu lì gió đúng thôi. Quất hả? Lâu lì là bị bà Phát. Đúng rồi. Ok. Hết câu chuyện ngày hôm nay rồi. Mỗi ngày một câu chuyện nha các bạn. Ok. Cảm ơn mọi người nha, mọi người đã chú ý nghe câu chuyện của bé Hà. Mỗi ngày cố gắng cho bé Hà kể một câu chuyện cho bà nghe. Thấy chưa, chú nói là làm gì được 15 cái. Ở đó khoảng 2. Quá trời quá đất luôn mà. Đúng rồi, giải quyết cũng được nhiều vấn đề. Nhưng mà nhiều lúc thấy cực quá, thấy gì đâu mà đổ, đứng đổ mấy tiếng hồ. Mấy chú đứng quay rồi thấy xíu chú, mấy chú phải đi vòng vòng chú kiếm nước uống rồi. Lửa nó táp vô. Chú mà nổ bán cơm hả? Ừ. Chú mà nổ bán cơm hả? Mấy chú mà nổ bán cơm hả? Ba mấy chanh sữa ngon hả? Mấy chanh sữa mà các bạn làm bằng à, biết rồi biết mà để kính lên á. Biết đây nè, thấy con cái đây nè, phải không? Cái gói á. Vậy bà nội cũng hay á, cái viên chiên này hả? Dạ thì có năng khiếu bán đồ ăn ẩm thực. Mà bán cơm á là phải dậy 2 sáng 3 sáng là làm luôn. Nhưng mà cơm đó là cơm kiểu sao? Cơm trưa. Phần á. À cơm phần á hả? À. Mình kêu bỏ vô. Là cơm tấm thường. À cơm tấm. Cơm tấm hay là cơm bán buổi trưa hay buổi tối? Trưa bán mọi người ăn cơm trưa ai cũng sáng sớm là bán cơm tắm rồi cơm tắm à. Buổi chiều là nghỉ rồi à, buổi chiều nghỉ xong rồi chọn trà sữa cho bán nhiều món. Đó không phải bán nhà này đâu, chưa muốn nhà này luôn à, chưa ở chỗ khác bà bán chỗ nào á, nhưng mà cái chỗ ta mới xây luôn sạch sẽ luôn. Cái này sẽ luôn mà cái nhà dài lắm nha. Là trước khi tới đây. Cái ở bển ế quá. Sao chỗ nào? Không có khách luôn. Sao chỗ nào cũng ế hết vậy? Không có một khách luôn. Bán hai món mà không có khách nào luôn. Nên mà đạo con chán quá. Mình kiếm mặt bằng cũng khác nữa. Không có cái này được. Nè, bán cái này luôn á. Bây giờ luôn. Bán có xe là 4 tháng vậy rồi.
Rồi. Quê vui à? Quê bán chè. Sao bán được? Chè bà ba. Chè bà ba, chữ cái bà ba của Campuchia hả? Chè Hưng. Mới nghe, cỡ nghe coi. Chè mà bán ký hả? À. Bánh chuối. À bánh chuối mà rồi biết rồi. Và nữa còn làm bánh da lợn nữa. Không. À rồi biết rồi. Ngọt lắm. Rồi bánh chuối thì biết luôn. Hấp dẫn chưa? Bánh quá ngon. Ở trong đây là bán Sài Gòn là bán nếu mà bán chỗ khu học sinh rồi nhiều người ăn lắm á. À, lúc ở quê đó. Đi giao vui lắm. Đi giao có gì vui mà vui vui. Đi giao người ta không lấy sao vui. Có lấy. Có. Sao mà có cái gì sao có cái vụ bơm hàng được. Ôi, có tại bơm hàng ai biết. Hên xui, hên xui. Mày tính ra không bơm hàng đâu. Ở quê mà bơm hàng tới nhà đứng đứng. Tức là đó trong nhiều giai đoạn á, tức là hay là cùng một lúc bán hai món đó. Biết rồi, bún gạo xào rất là ngon luôn. Mà đỏ làm ngon. Nhưng mà làm chay hay chay này mặn? Chay. Chay mới ngon đúng không? Chay ngon. Gọi là bún xào á. Khoai mỡ ba tự làm luôn, sữa tươi nguyên chất. Vậy cũng có năng khiếu hết chứ bộ. Quá trời. Năng khiếu nào của ba, cảnh làm với chú ăn rượu. Vậy là bán đồ ẩm thực là đúng rồi, là đúng hợp tuổi rồi. Chỉ có điều là chưa có duyên mà khách đồ đông là chưa có nói thôi. Duyên ở Sài Gòn mà mình bán được. Chè cho nước nữa, mình có nấu cái này nữa. Bánh cho nước. Đúng rồi. Ừ, chè cho nước. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Không. Nào ngon, cái này là ở trong là ruột đậu xanh với lại không ruột là không, đậu xanh này là mắm khoai lang. Bánh khoai lang hả? Ờ, này là khoai mỡ. Rồi quá rồi, ngon luôn. Bữa nào làm chị cho nước này nổi. Làm nguyên nồi luôn nhớ không? Hủ tiếu. Rồi, hủ tiếu kiểu kiểu tứ sai. Đủ món rồi. Quan trọng á, nhưng mà khách có khách nhiều không? Dạ, cũng đây ra, không có nhiều cho mấy. Bán ở nhà hả? À, bán ở nhà. Nhà bài bàn cho bán. À. Trong xóm này chắc không được nhiều khách, chắc xóm xóm còn đông không? Cái vùng nhà con nhiều nhà không? Ba, xóm đông. Ừ, vậy là có bao nhiêu người đâu? Trong hẻm mà. À. Đó là lại. Đông là ở trên mặt lộ của ba. À. À là mặt lộ. Là nhà của ba là ở mặt lộ.
Hay quá, những câu chuyện độc quyền nha các bạn, chưa hề xuất hiện trên các kênh bánh xèo nhí nha. Biết vậy đặt. Mấy bạn chỗ khác nữa. Là con mướn. Chưa biết đổ hả? Chưa biết đổ. À. Lên trên đây mới biết đổ. Ở dưới quê chưa biết đổ. Là ở dưới đền, ở dưới quê là chỉ chốt đơn rồi chở giao hàng, giao bánh rồi các thứ thôi. Đó. Kia mấy bạn sinh viên nè. Cảm ơn mấy anh chị nha. Chắc học sinh đó, sinh viên gì. Để đồng hành với bé Hà tới cái bánh xe xèo cuối cùng luôn. À, cái vụ mà có nhiều cô chú nói sao không mình bổ sung thêm cái bánh xèo thịt vịt đó. Hôm qua thấy có người comment nè. Nó khó hơn phải không? Nó mất công hơn phải không? Bằm. Không, bằm nó ngon hơn, đúng rồi, bằm nó. Đúng rồi. À. Có khó là chứ. À, ở quê là. À. Buổi sáng nó ngọt à. Rồi. Hả? Tự nhiên nó hủ tiếu theo hủ tiếu hả? Thêm hủ tiếu mà gọi là muôn đời ăn bánh canh hả? Không, mà nói cái bánh khọt nữa. Bánh khọt nhà mình ăn chứ không có bán. Thì bánh khọt đi kèm, thường thường người ta bán khọt đi kèm với bánh xèo á. Trung bộ á. Hà nói là đi kèm là dường ẩm thực. Tao đổi cho chúng cái đi. Thôi bỏ thịt thôi. Ít thịt thôi. Thôi. Ăn cái đi. Nhiều ăn không hết. Bỏ ít đậu xanh thôi nha. Nhiều quá hả? Quá nhiều, đủ nhưng mà. Không được. Thì lấy đổ ra được rồi, bình thường mà. Ok. Chờ bé Hà nó khui cái bánh xèo này nó kết thúc các bạn. Hai chú cháu bánh xèo. chú Long đi mấy bữa mà. Thank you.
chưa? Đổ cái gáy cho con nữa hả? Chuyện đêm khuya. Rồi, hồi xưa là chú chuyên gia nghe cái chuyện đêm khuya á. Chuyện đêm khuya là câu chuyện có cốt truyện của người ta luôn á, ta đọc. Có cái ông cũng đọc chuyện hay lắm. Đọc xong mình ngủ luôn. Ừ. Không, chuyện bình thường luôn á, chuyện ví dụ như chuyện có không có vui. Chuyện mà người ta có cái cốt truyện nó dài á. À nó kể về cuộc sống ở đâu đó. Còn có những người có cái năng khiếu cỡ chuyện ru ngủ mà cô kêu gì cả sao cô nói sao này mấy đứa nhỏ cười vui. Hạ nữa ăn bánh xèo bị lột vỏ nha các bạn. Mười con luôn nha. Đâu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con à. 7 con. À 80 ngàn nha cái này nha. Tính rẻ còn tính đúng giá là 2 con tôm. Thường là 3 con tôm. 2 cái bình thường là 70. 2 miếng thịt 10 ngàn nữa. 80 đúng rồi. 90. Con nước trời. Người nhà của bà ơi. Bào quá của bà ơi. Đậu xanh nó bùi bùi á, kiểu như có người thích á. Thích là người ta ăn. Còn người ta thích nó kiểu như nó ngán á. Nhiều quá nó vừa đủ được rồi. Đúng rồi, mỗi người có cái khẩu vị của từng người khác nhau mà. Quá tuyệt vời. Cái đó khô rang rất đẹp luôn. Không có dầu cho nên là dễ lấy hơn à. Nhưng mà kiểu như không có dầu thì nó lại dở cháy cái bánh. Rồi để chờ lấy cái bánh xèo 90k của bé Hà nữa. Kết thúc video. Đó, ai biết đâu thứ ba định giá bánh xèo. Được không? Hay là rẻ quá? Chưa sao. Người ta nói chứ cao là cao không nói mà chưa nói hết chưa. Ta
bánh xèo 90k cho nên nó cũng hơi lâu chín nha các bạn. Nó trực bê tinh á. Mua trà sữa trong hẻm đó hả? Ngon quá cô chụp hình nữa. Hôm nay mình đi ăn bánh xèo nè. Chỗ này ngon lắm, hi hi. Có bé gái nhỏ tuổi mà đồ bánh xèo đẹp lắm, ngon lắm, hi hi. Mọi người ghé bánh xèo nha, 21 Đông Bắc Tân Chánh Hiệp, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây nè, hình ảnh thực tế đây. Chụp gửi. Bánh qua mình không nấu là vô đường đâu. Bánh xèo á là chỉ có một cỗi thôi lát. Bỏi là sao ta? Cái đó mình bán bánh xèo trong xóm. Còn cái này mình bán bánh xèo ở trên thành phố. Thị trường nó tiếp cận mấy triệu người luôn. Rồi xả nước nha các bạn. Cái bánh xèo xong về 8 rưỡi rồi mọi người ơi. Đó, cảm ơn các bạn nha. Rồi tạm biệt bà đi con. Tạm biệt tất cả bà cô chú. Bữa nay con kể chuyện đêm khuya không? Bà cô chú có vui không? Vui, quá vui luôn. Chú chưa biết đặt cái tiêu đề gì đây. Ok nha các bạn. Tạm biệt mọi người nha. Nó nhìn nên là mình đi học mình đi rồi. Cho nên bây giờ mình đi ngủ sớm để mai đi học ra đường hoàng. Rồi. Chiên bánh xèo cho đã thèm đến mai đi học. Không ai cho đổ nữa đâu nha các bạn. Không chứ bánh xèo con ăn. Ok. Mẹ bồng con. Tức là cái bình thì vẫn còn mà cái nắp là bị. Đề nghị chú Hà muốn nói cho chị. Ok. Bánh đường ở đây luôn. Đấy, vậy mà gọi là tràn á, tràn bờ á. Đâu? Mẹ thích con nè. Chú Long đi. Cái này con chở nhiều dầu quá nè. Chở nhiều dầu quá nó lâu. Lửa nó ít nè. Hôm nay một cái rồi năm cái.
cơm trễ quá. Mấy mẹ, mấy con. Sao? Mấy con nè, mấy mẹ nè. Mấy em. Em với cháu. Ở trường là có nước á. Đóng tiền nước nữa mà bộ. Còn hai cái này các bạn. Kiểu này đi lên trường học quậy quá, cô nói úp mặt vô tường. Có nha. Nhưng mà mình đi học mình phải làm quen làm thân với các anh chị. Làm quen làm thân với ai? Với lớp trưởng, với thằng lớp phó kỷ luật đó. Nó có văn nghệ. Mình sẽ trở thành trung tâm của mọi sự chú ý trong lớp. Nhưng mà mình là người mới, mình phải từ tốn từ từ, chứ không phải là mình phủ đầu mà đi kia trước được. Chú mua bánh xèo nữa kìa. Ủa cái bà chị đấy mà con lớn vậy hả? Bà chị đó cỡ bằng tuổi mình mấy ta, con lớn dữ trời. Hà nó rửa cái bình của nó, không rửa bình con. Bình của ai nó rửa nha. Rửa chưa? Trong nước nóng. Đỡ cho nó nhỏ, nó tách ra, nó khỏi dính dầu nhiều. Đó, vậy đó. Rồi, còn hai cái này, cái bánh này là của bé Hà. Ủa? Rồi, xong luôn. Ốp luôn nha các bạn. Hồi chiều quên sạc pin con nữa à.
thôi tạm biệt bà đi. Hết khách rồi nha, còn một bàn ở trong nè. Nó mờ mờ ta các vị. Nó dớt bánh xèo nữa. Ôi, đừng chớ dầu nữa, quá trời dầu. Còn nhiều lắm không? Cái này con đổ cho con hay là đổ đổ bác? Bốp bốp. Đau đau quýnh ơi. Bốp, đau ơi. Đây quýnh đây đau chứ sao quýnh à, ừ vậy đó, TikTok vậy đó, vậy là chúng ta làm một video TikTok vậy đây à. Con chuẩn bị bài hát này để ra mắt cho lớp học với bạn mới chưa? Mình phải chuẩn bị. Đúng rồi. Mình phải ra mắt á. Cậu lâu. Đồ lắm. Ơi khui cái bánh xèo đây. Khui cái bánh xèo rồi kết thúc video coi. Rồi tiếp á. Vớt đây vớt cái bánh xèo. Sao nó chói dữ ta. Đó mình không hát rồi mình lên bữa nay mình chào mai mình chào chào mấy bạn mới bằng cái điệu nhảy đó rồi. Ok các bạn. Ôi tạm biệt các bạn đi. 9 giờ mấy rồi mọi người ơi. Ừ rồi bye bye luôn. Ok cảm ơn con. Rồi chúc các bạn mai đi học ngoan nha, giỏi nha. Ok. Chúc Trâm Anh cũng vậy nha, mai học giỏi nha, hát hay. Rồi, hiểu rồi đó, nó khóc, đi học mà nó khóc rồi.